Xin chào quý vị các bạn, sau đây chúng ta sẽ theo dõi trận thi đấu bán kết giữa hai đội 12A5 trong trang phục áo hồng quần đen trước màn hình của chúng ta và đội 12A6 trong trang phục rất nhiều màu sắc ở phía sân đối diện. Đây là những nội dung trong khuôn khổ các hoạt động thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022. Như vậy trận tài hồi chiếu cho hai đội bắt đầu. Trận đấu bắt đầu. Như vậy có sự nhầm lẫn về phát bóng. A5 phát bóng. Đây là trận thi đấu bán kết. A5 là một đội được đánh giá mạnh hơn A6 rất nhiều trận thi đấu này. Một không. Bóng khá trơn, trời đang mưa nặng hạt nên bóng ướt và khá trơn. Với pha phát bóng bay thấp và là như vừa rồi thì rất khó cho A6 thể đỡ thành công mũi 1. A5 phát bóng tiếp. 2-0, mũi 1 không thành công. Rất tiếc, pha bóng vừa rồi bóng không qua lưới. A6 giành quyền phát bóng. 1-2. Bóng không qua lưới. A6 phát bóng 2-2. 1 pha đỡ bóng hụt của 12-5 của chuyền 2 12-5. 3-2. A5 giành quyền phát bóng 3-3. Và đánh bóng ra ngoài của 12-6. A5 tiếp tục phát bóng 4-3. Trọng tài hồi chiếu đã bắt lỗi chạm lưới của vận động viên lớp 12A5. A6 lên quyền phát bóng 4-4. Một pha bóng giật mình của vận động viên 12A6. Năm bốn. Đánh bóng không qua lưới. 6-4. A5 phát bóng. Pha đánh bóng không qua lưới của 12-6. A5 tiếp tục giành quyền phát bóng với chuỗi liên điểm khá ấn tượng. 7-4. Pha ghi điểm trực tiếp. Như vậy là A5 tiếp tục chuỗi liên điểm rất ấn tượng của mình. 8-4. Chín bốn. Khoảng cách hiện nay đã 5 điểm rồi. Rất may mắn, một pha đẩy bóng lần lưới rất may mắn của 12A6. 5-9. A6 phát bóng. Chụp bóng khá vội của 12-5, bóng không qua lưới. A6 tiếp tục phạt bóng. 6-9. Không được.
pha bóng không qua lưới của 12-6. Như vậy khoảng cách tiếp tục được tái lập, 4 điểm. Là nằm phát bóng 16. Đẩy bóng ra ngoài. Trong hai đội này thì rõ ràng những gì đang diễn ra trên sân, chúng ta có thể nhìn thấy đội A5 đánh bóng ở các vị trí khá đồng đều. Họ đánh có đường nét hơn, có bài bản hơn và tất nhiên là về thực lực họ mạnh hơn khá nhiều. Trong khi A6 thì các vị trí đánh khá chật chật và hầu hết là đánh theo bản năng. Chính vì thế mà những pha xử lý bóng thường không thành công. Tuy nhiên hiện nay trời đang mưa, bóng trơn và tâm lý thi đấu của các vận động viên cũng là một trong những rào cản rất lớn để có thể nới rộng khoảng cách. Chính vì vậy mà A5 cũng chưa thể nào có một khoảng cách đủ xa để giành chiến thắng trận này đối với A6. Tỷ số này đang là 72. Các vị trí trên sân của A5 vẫn đang tranh nhau, không có những vị trí cụ thể. A6 phát bóng 8-12. Bóng không qua lưới 13-8. Tiếp tục là pha đỡ bóng một không tốt của 12-6. A5 đến được phát bóng 14-8. Bước một không tốt của A6 15-8. Khoảng cách lại lên thành 7 điểm rồi. Chủ công của 12-5 khá thấp bé. Chính vì vậy mà những pha nhảy lên đẩy bóng qua lưới tương đối là khó thực hiện. 9-15. Trơn nên pha đẩy bóng vừa rồi của Huyền Trang 12-5 không qua lưới được. 10-15. A6 đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Bóng ngoài sân. Như vậy là 16-10. Trọng tài hồi chiếu cho hai đội đổi sân để tiếp tục thi đấu nửa set còn lại. Hiện nay trước mặt chúng ta là đội hình của lớp 12-6 với rất nhiều trang phục khác nhau, trong đó có cả những vận động viên mặc trang phục đi học bình thường. Tuy nhiên với những ngày khác thì chắc chắn là sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Nhưng đây là một hôm trời mưa, có rất ít vận động viên có thể đủ nhiệt tình để có thể tham gia giữa mưa. Chính vì thế mà các thầy cô chấp nhận cho việc mặc trang phục này thi đấu. Vừa rồi là pha đánh bóng ra ngoài. Sau khi đổi sân thì 12-5 tiếp tục giành điểm số. A5 phát bóng 10-7-10. A6 giành lấy quyền phát bóng 11-17. Trời đang mưa khá to. Chứ từ nãy giờ chưa có khoảng ngớt nào cả, chưa khoảng tạnh mưa nào. Cho nên bóng rất trơn và sân đã ướt rồi. Sân cũng trơn luôn. Pha đẩy bóng ra ngoài của A6 rất đáng tiếc. A5 phát bóng 18-11. Bóng trong sân. Vận động viên 12-5 rồi cho rằng bóng ngoài sân nên không theo tình huống được. A6 phát bóng 12-18. Và đỡ bóng một không thành công của 12-5. A6 tiếp tục phát bóng 13-18.
pha bóng khá đơn giản của Mỹ ở 26, bóng không qua lưới. 19-12, khoảng cách hiện nay vẫn là 7 điểm, hai vị trí của A6 rồi đánh tranh nhau. Cũng rất khó cho A6 có thể san hòa tỷ số trước một A5 thi đấu khá tốt ở tất cả các vị trí. Bước 1 ra ngoài sân, 20-12. Trước một đội bóng nó được đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch là 12-5 thì 12-6 dù có nỗ lực đến mấy cũng rất khó khăn. Chỉ trông chờ những pha xử lý không tốt, mắc sai lầm của 12-5 thôi. Không được. Vận động viên của 12-6 nó rồi nó giật mình, đẩy bóng ra ngoài sân. 21-13. Bóng trong sân. Vừa rồi là pha đẩy bóng chéo sân, bóng rơi trong sân. A5 tiếp tục ghi điểm và tiến về đích. 23-13. Khoảng cách hiện nay đã là 10 điểm. 22-13. 9 điểm. A5 phát bóng 22-13. Vẫn là sự tranh nhau giữa các vị trí trên sân của A6. Rất đáng tiếc. 23-13, khoảng cách 10 điểm rồi. Bóng ra ngoài sân. 24-13. A5 phát bóng. Rất tiếc là pha phát bóng vừa rồi của 12-5 bóng ngoài sân. A6 phát bóng. 14-24. A5 tiếp tục giành điểm. 25-14. Không được. Bước 1 không tốt của A6 đã khiến cho vận động viên không xử lý tiếp bước 2 được. 26-14. Chỉ còn 5 điểm nữa A5 sẽ chiến thắng. Và khoảng cách của họ với A6 hiện nay đã ngày càng nới rộng ra rồi. Nới rộng ra hơn 10 điểm rồi. 27-14. A5 tiếp tục phát bóng. Không được. Và phát bóng không qua lưới của 12-5. Do bóng trơn cho nên việc phát bóng cũng gây rất nhiều khó khăn cho các vận động viên phát bóng. 15-27. A6 phát bóng. 12 điểm, chênh lệch 12 điểm. Đánh bóng ra ngoài sân. 28-15, 3 điểm nữa thôi, A5 sẽ chiến thắng. Vẫn còn. Cứu bóng rất nỗ lực của 12-6. Bóng trong sân. A5 nó tiến sát chiến thắng rồi. 29-15, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Bước 1 tốt. Không được. Pha đánh bóng rất bất cẩn của 12-6. Bóng đã xuống khá sâu rồi, tuy nhiên vẫn liền pha đập bóng. Set point đã thuộc về 12-5, 30-15. Tuy nhiên pha phát bóng bay thấp và rất mạnh của 12-5 bóng ngoài sân. A6 gần như cũng hết cơ hội chiến thắng ở set này nhưng họ đang cố gắng ghi thêm điểm số.
16-30. Tiếp tục là một điểm nữa dành cho 12-6. 17-30. Họ vẫn chưa cho A5 chiến thắng để có thể vào trận chung kết. Không được. A5 vẫn tiếp tục phải đợi. Điểm số tiếp tục thuộc về A6, 18-30. Mặc dù họ chắc chắn sẽ chiến thắng, tuy nhiên thì phải đợi đến pha bóng xử lý lỗi vừa rồi của 12-6 đánh ra ngoài, A5 đã mới chiến thắng với tỷ số 31-18. Như vậy thì 12-5 sẽ vào trận chung kết, là sẽ gặp 12-4. Chúng ta sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.